Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kbiz 24 giờ và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin Kbiz mới nhất nhé. Câu chuyện thiên vị đối xử công bằng giữa các thành viên trong nhóm Blackpink dường như đã là điều không còn lạ. Từ khi Blackpink ra mắt đến nay, fan đã nhiều lần bùng lên tranh cãi về việc bốn cô gái không nhận được sự đối xử ngang nhau. Sau bao nhiêu cuộc chiến nội bộ trong cộng đồng fan, Rose mới đây lại tiếp tục trở thành tâm điểm quan tâm. Theo đó, nữ idol sinh năm 1997 được cho là thành viên đáng thương nhất của Blackpink khi bị YG coi như người vô hình trong nhóm. Blackpink là một nhóm nhạc K-pop. Tuy nhiên, bên cạnh lịch trình chung thì mỗi thành viên đều được công ty tạo cơ hội hoạt động cá nhân để thể hiện thế mạnh riêng của bản thân mình. Và mới đây, người hâm mộ đã thử lập một bảng thống kê để nắm số lượng hoạt động cá nhân của các thành viên sau hơn 4 năm hoạt động. Theo bảng kết quả, có thể thấy được rằng mỗi cô gái của khác hường đều được YG hoạt động riêng từ làm MC, nhận hợp đồng đại diện, quảng cáo, dự sự kiện thời trang, tham gia show, v.v. Thế nhưng, số lượng lại không hề tương đương nhau và cách xa nhau khá là nhiều. Theo đó, Lisa là người được ưu ái nhiều nhất với 49 hoạt động, tiếp đến là Jennie với 44 hoạt động, Jisoo 18 hoạt động và đáng chú ý nhất là Rose, người xếp hạng chót với 16 hoạt động cá nhân tính đến thời điểm hiện tại. Là người chỉ có 16 hoạt động cá nhân sau hơn 4 năm ra mắt, thế nhưng đó không phải là tất cả những nỗi bất công mà Rose chịu đựng. Vốn là giọng ca chính của YG, sở hữu màu giọng đặc biệt và kỹ năng thanh nhạc được các đồng nghiệp khen ngợi. Thế nhưng, Rose vẫn không được công ty cho một kế hoạch rõ ràng về việc đánh lẻ trong con đường ca hát. Trước đây, Trang Huy Súc, cựu CEO YG từng đưa ra lời hứa hẹn sau Jennie thì Rose sẽ là người solo. Thế nhưng, đã gần 2 năm kể từ khi sự kiện đó, fan vẫn chưa thấy được bài hát solo nào của giọng ca chính và dĩ nhiên là cũng không có một kế hoạch cụ thể nào để fan yên lòng. Không được solo, nhưng ít ra Rose cũng nên được hát nhạc phim, ra sản phẩm hợp tác. Thế nhưng không, YG dường như vẫn muốn giữ Rose, mặc dù có rất nhiều ca sĩ đình đám như IU, Chung Seung Hwan, AKMU hay nhiều nghệ sĩ quốc tế khác từng mong muốn có cơ hội được hợp tác cùng với cô nàng. Thậm chí cách đây không lâu, nam ca sĩ Galen, người từng được đề cử cho Grammy đã gửi cho Rose một bài hát. Tuy nhiên, trong livestream gần đây, Galen cho biết Rose đã trả lời tin nhắn của mình rồi, nhưng anh lại nói rằng không có quan hệ tốt với những người trong công ty. Điều này khiến nhiều người tin rằng YG lại một lần nữa đập tan cơ hội hợp tác của gà nhà và nghệ sĩ khác. Đã có rất nhiều lần YG thể hiện sự bất công đối với Rose, mặc dù cô nàng là nữ idol rất tiềm năng. Nữ thần tượng sinh năm 1997 không chỉ có diện mạo kiều diễm mà còn hát hay, nhảy giỏi, biết chơi nhạc cụ và hoàn toàn đủ sức để hoạt động cá nhân. Thế nhưng, Rose hoạt động ít đã đành, đến cả việc solo, ra mắt sản phẩm hợp tác cũng không được công ty trao cho cơ hội. Nhiều người hâm mộ đã tức giận rất nhiều, cho rằng Rose nên rời khỏi Blackpink để tìm hướng phát triển tốt hơn cho bản thân mình. Rose à, mong cậu sẽ sớm được ra sản phẩm solo đấy. Hoạt động đánh lẻ cũng ít nhất nhóm, thật là quá đáng. Lisa 49 hoạt động, Rose lại chỉ có 16 hoạt động, chênh lệch không nhỏ đâu, YG ạ. Nên rời khỏi công ty đi thì chắc tương lai sẽ tốt hơn. Việc YG thể hiện sự thiên vị đối với người này, bất công với người kia vốn đã là chuyện không còn lạ. Thế nhưng, việc liên tục ngó lơ Rose đã khiến người hâm mộ ngày càng giận sôi máu. Nhiều người vẫn tự hỏi, liệu sau những bất công đó, Rose bao giờ suy nghĩ về việc sẽ rời khỏi công ty để có thể thỏa sức ca hát và phát triển sự nghiệp? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là Kbiz 24 giờ và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những thông tin Kbiz mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!